À, tôi quý vị. Này quá. Đấy. Mày hơn này. À, ui, cái này bao tiền? Mày 2 triệu 7. Trang nhỉ, 2 triệu 7. Mới xây xây ở đây đúng không? Không, cũng vừa có 4 năm tháng rồi cho mày. À, nhưng mà mới đắp rêu nhỉ, đúng không? Đắp rêu rồi. Cũng được đấy, xinh xắn. 2 triệu 7. Còn bên này trong nào đó. Xì. Xài đấy. Xì. Con này 3 triệu. 3 triệu xì. Hay đấy nhỉ, chuyên nhiệt. Nhìn rất hay đấy. Xinh đấy. Bên này bao nhiêu? 3 triệu 8. Triệu 8. Bên này rẻ hơn cả cái kia. Mai đẹp đấy. Làm cây xinh xắn đấy. Được. Sau lên đây là hot đấy. Những cái đồi nhỏ nhỏ này. Tùng. Tùng cối. Chính như tôi chơi tùng hay bây giờ nó đang sốt xanh chi quá. Cái này bao nhiêu tiền? 3 triệu rưỡi. Đấy, có đẹp. Quốc tế toàn chơi tùng mà. Con về thay vào cái rồi, cây ngon nữa. Cây tốt. Con không bỏ bóng đẹp lắm rồi mình đi giật lá lại. Được, mấy hôm nữa lại xanh. Chơi này cũng khá thế con biết. Chơi quốc tế nó còn biết chứ chơi mấy cái xanh xi này chỉ nội bộ thôi. Cũng có quốc tế nhưng mà ít. Đấy. Ma thần diện. Đây là trang đỏ nhỉ? Trang vàng. Trang vàng. Đây. Trang vàng. Đấy, được đấy. Đây, gốc. Gốc bằng này. Còn hai cây thân một cây đây nữa. Đấy. Đây là có mấy cây đây đúng không? Mình có 6 cây rồi. 6 cây. Súng này bao tiền? 2 triệu 2. Triệu 2. Súng là 2. Đúng không? Đấy, nhìn súng là cứ phải đâm đâm tí. Nhiều người gọi điện thoại quá. Đấy. Có súng thác đổ đẹp. À ở nhà ấy, đang ở nhà. Nhà chắc nhiều cây lắm nhỉ. Nhà bao nhiêu? Còn nhỏ hay là to? Toàn là nhỏ. Ừ đấy, cái này già. Được. Phải già lắm. Ừ. Thác đổ okay. Đẹp nhìn ngoài, ngoài okay hay lắm. Để sang bên này xem có ông nào có gì hay. Cây của ông à? Đây rồi. Hưng, ôi chết, mất nét lúc nào không biết. Xin lỗi các bác. Đây là vườn nhỏ nhỏ của bác Hưng này. Đấy, những cái chậu này ngày xưa trồng hay lắm. Mát cây lắm. Nhìn cũng sạch sẽ, cũng lành lành. Chính hàng này chạy hàng ấy. Đắt hàng.
Củ sam hương này to ấy. Đấy, cái củ sam hương kia là bao nhiêu tiền nhỉ? 7 triệu. Đấy, thân to hết. Nhưng bán cái này là chạy hàng ấy. Tốt. Mình ở từ đâu lên đây chị? Thường Tín ấy. À, Thường Tín. Đất cây cảnh ha. Ở đây đây. Cây ví dụ như cây Phúc Kiến này thì bao nhiêu? 400. Đấy, rẻ hợp lý, đẹp. Cây là Linh Sam vậy? Trà Phúc Kiến. À. Đẹp đấy, nên mua. Nên mua. Cảm ơn chị. Đấy, cây đẹp nhất ở đây đấy. Mấy trăm nghìn, nhưng ngoài kia thì bán mấy triệu đấy. Chỉ xuống dưới kia thôi là bán hàng triệu thôi. Đấy, cây này đẹp. Già, bé nhưng mà già. Cây này chắc là mới cho vào chậu. Cây này nó khỏe, thoải mái. Nó có cái hoa. Là không có hoa đúng không? Có hoa, có quả. Chỉ có quả đấy. Có hoa, có quả. Hoa trắng. Hoa nó giống hoa Oro á. Hoa là kim quýt ạ. Hoa là trà Phúc Kiến. Quả đen đen. Không, quả chín hình như chín đỏ, chả nhớ nữa. Cái kia là trà Oro ấy. Sáng đi. À, có trà Oro hả anh? Ừ. Trà Oro mà 4 triệu. À thế hả? Đấy, đẹp. Cái to ấy. À vâng, nó hỏi cái to rồi đấy. Mua bán rồi. Này, xe của ông nào đây? Hết buổi chợ hôm nay các bác nha. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi. Vắng làng của ông mà hôm để đây chả đẹp nhỉ. Cái tay chuột đấy. Mà con ông lấy luôn rồi. Đấy ông vừa này ông lấy đấy. À ông này ông Việt nào ông mua đấy. Đấy ông lấy 12 triệu rưỡi. Chính là cây này hay đấy ông. Cây này hay. Cây này nó rõ ràng. Nó rõ ràng quá ông ấy lại thấy nó bình thường. Nhưng mà thực ra nó là cây trực dáng hơi giống cổ đẹp. Cổ đây, cây này là dặn cổ đấy. Trên cổ đấy. Gần như là lượt nào ông cũng ra cũng nhặt được cái gì. Đấy. Ông đã ra là ông ra ông cũng mua một cái. Ông ấy á, nhà ông ấy lại nộp cái mái như thế này này, ông gần hết cả cây vào trong. Ôi giời, cái mỏ này sợ hỏng hết. Đấy. Cơm nắng là ra đi hết. Bỏ cây toàn người khỏe lắm vào là vừa được bê, ông để bê từ cây to ra. Ví dụ tay chuột này mà để cơm nắng là mệt. Cây mới để cơm nắng là nó vất vọt vất vọt. Mà nó cứ bỏ răm bỏ ấy, nó yếu. Nó bỏ răm này. Yếu. Thì là ông ra, ông để ăn trăm cây là gì. Ôi trời, mẹ thế thì có cây nào chết tôi chẳng phát hiện ra. Bỏ toàn cây đẹp nhé. Đấy nhà ở Lý Nam Đề đấy. Vâng, trên phố mà. Kim quýt bây giờ có vặt được lá hết không? Kim quýt đừng vặt lá. Mùa này rét. Rét mà có mưa ẩm thì không sao, nó quanh hoanh khô quá thì mệt lắm. Đấy, thời tiết này mà... Ơ ông! Cái gì em ở trong kia? À, phải rời chợ à? Không cho bán nữa. Hôm nay là... Này, công an đi đuổi chợ rồi. Công an đi đuổi chợ rồi. Ngáo ngáp hết rồi. Thôi để đi. Đuổi công an đuổi chợ, công an xã đuổi. Đấy. Cứ bình tĩnh cho người ta dọn. Ra xem cây đuổi hết rồi, chỗ này có đuổi không? Và ông bạn là nhìn nghe hổ báo quá.